Ở thời lượng cuối của chương trình hôm nay, xin mời quý vị sẽ cùng đến với Cà phê Cảm Hứng. Thưa quý vị, hiện nay số trẻ được chẩn đoán và đang được điều trị tự kỷ tại Việt Nam ngày một tăng. Do đó, tự kỷ ở trẻ em cũng là bệnh không còn quá xa lạ. Nhưng tuy nhiên, ít ai biết rằng tự kỷ cũng có thể xảy ra ở người lớn. Và bệnh tự kỷ ở người lớn thì là một chứng rối loạn phức tạp về hệ thần kinh, gây ra những ảnh hưởng nhất định đến hoạt động của não bộ, khiến cho người bệnh gặp khó khăn khi giao tiếp, thậm chí là không thể kiểm soát hành động cũng như suy nghĩ của mình. Đồng thời, những đóng góp của họ cho gia đình và xã hội cũng sẽ gặp rất nhiều hạn chế. Và khi thấu hiểu được những thiệt thòi này thì anh Nguyễn Đức Trung là người đầu tiên ở Hà Nội cũng đã mở một công ty với mong muốn nhân sự có 80% là người tự kỷ. Với vai trò là tổng giám đốc, người sáng lập dự án Việt Nam Esteem Project, anh Trung đã quyết định xây dựng một công ty tiên phong thực hiện các dự án về xây dựng mô hình kinh tế cho người tự kỷ, từng bước thay đổi số phận của những người từng bị cho là lập dị, bị điên khùng. Việc kiếm tiền bằng sức lao động của bản thân là điều hết sức bình thường với nhiều người. Tuy nhiên, với những người tự kỷ lại không hề đơn giản. Với họ, được làm bếp trưởng hay nhân viên pha chế, nhân viên hiệu sách đều là những câu chuyện dài với nhiều nỗ lực của bản thân, gia đình và cả cộng đồng. Đặc biệt là sự giúp sức của anh Nguyễn Đức Trung, người sáng lập dự án mô hình kinh tế cho người tự kỷ đầu tiên tại Việt Nam, có địa chỉ tại quận Đống Đa, Hà Nội. Tôi cố gắng thực sự kiên nhẫn khi làm việc đối với người tự kỷ trong công việc. Và hàng ngày làm sao tôi phải mong muốn là người tự kỷ hiểu được cái giá trị bản thân của họ để họ có thể cố gắng làm việc, lao động và vượt qua những cái khó khăn, đặc biệt là những cái suy nghĩ tâm lý của mọi người khi chưa hiểu người tự kỷ có thể tham gia được lao động. Anh Trung chia sẻ, hiện tại công ty đang có hai bạn làm ở vị trí nhà hàng, hai bạn ở siêu thị, hai bạn ở hiệu sách. Đồng thời, còn có 10 bạn tự kỷ ở các vùng miền đang làm việc online. Sau khi triển khai mô hình, các bạn đã được đi làm, được tiếp xúc với cộng đồng một thời gian, đã dần trở nên hòa nhập và không còn cảm giác bị cô lập như trước. Con có ước mơ, con sẽ làm là cảnh sát, con sẽ làm mà bán sách nữa, nhà hàng, hiệu sách, siêu thị, hạnh phúc, rất vui và cảm ơn quý khách. Đã đến nhà hàng hiệu sách với cả siêu thị rất vui vẻ và hạnh phúc. Và rất là nhiều quốc gia trên thế giới họ cũng đang gặp rất là nhiều cái khó khăn khi mà giúp đỡ người tự kỷ hòa nhập với cộng đồng. Bởi vậy tôi thấy đây là một cái ý nghĩa rất là lớn, một cái giá trị rất là lớn đối với xã hội. Bởi vậy tôi với quyết tâm mình thực hiện cái dự án này để có thể lan tỏa giúp đỡ nhiều gia đình tự kỷ tại Việt Nam. Có thể thấy, dự án các mô hình kinh tế dành cho người tự kỷ đã giúp họ có thêm cơ hội được giao lưu, tăng cường khả năng hòa nhập với cộng đồng, cũng như đóng góp sức mình trong môi trường làm việc bền vững, chuyên nghiệp hơn và có thể sống một cuộc đời ý nghĩa hơn.